Thưa quý vị, người hồi giáo Shia ở Afghanistan mừng lễ Ashura, tính từ Kabul, Afghanistan. Một người hồi giáo Shia ở Kabul hôm nay đã tự đánh vào người của mình bằng roi dây đầu bọc thép trong lễ tưởng niệm Ashura, là lễ hội tưởng nhớ đến cái chết của Imam Hussein, là cháu trai nhà tiên tri Mohammed. Hussein đã bị giết trong trận chiến ở Khorbaa vào 600 AD. Nay là một phần của Iraq. Nhiều người Shia thương tiếc cái chết của Hussein bằng cách tự đánh mình để cảm nhận được nỗi đau của Imam Hussein. Abdul Manan nói rằng khi ông tự đánh vào người mình trong ngày Ashura, ông không cảm thấy đau đớn vì tất cả là cho tình yêu thương đối với cháu trai nhà tiên tri Muhammad. Habibullah Yazdan Paras, một người Hồi giáo Shia Afghanistan khác nói thêm rằng, Imam Hussein đã đứng lên chống lại chế độ chuyên quyền và người Yazidi và đã hy sinh bản thân để cứu Hồi giáo. Sự hy sinh bằng máu của Imam Hussein giữ sống đạo hồi. Người Hồi giáo Shia chiếm gần 15% thế giới Hồi giáo. Asura rơi vào ngày thứ 10 của tháng đầu tiên của lịch Hồi giáo, được tổ chức ở Iraq và các nước khác, nơi có các cộng đồng người Shia khá lớn, trong đó có Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Iran, Lebanon, Pakistan, Saudi Arabia và Syria.